Thưa quý vị, như thường lệ vào lúc 21 giờ 20 phút thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta được gặp nhau trong chương trình Khi ta 20. Và đúng như tên gọi của chương trình, đây là nơi mà tất cả quý vị khán giả sẽ được cùng với chúng tôi lắng nghe về tuổi 20, về thời thanh xuân của những nhân vật đặc biệt, những nhân vật đã có sự thành công ở những lĩnh vực khác nhau. Vậy thì với các doanh nhân chủ của nhiều tập đoàn thì không biết rằng là hồi 20 tuổi họ đã làm điều gì để có thể có được sự thành công này. Và Quang Huy tin chắc là nếu mà chúng ta đem câu hỏi này đi hỏi á thì không dễ có được câu trả lời, bởi vì quý vị biết mà họ thì vốn rất là bận rộn. Vì thế cho nên ngày hôm nay với sự xuất hiện của một doanh nhân đồng hành cùng với chương trình thì bản thân của Quang Huy cũng như là ekip của Khi ta 20 cảm thấy rất là biết ơn và trân trọng về sự hiện diện này. Và xin được giới thiệu với tất cả quý vị một doanh nhân thành công ở tuổi đời rất trẻ và là chủ tịch của một tập đoàn đa ngành quốc tế đang có nhiều chi nhánh ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Và người đó không ai khác, hãy cùng chào đón doanh nhân Lê Hùng Anh, là nhà sáng lập cũng như là giám đốc điều hành của Bin Corporation Group. Xin được chào anh ạ. Xin chào Quang Huy cùng chào tất cả quý vị khán giả đang xem truyền hình. Chào Quang Huy, hỏi là trong những ngày gần đây á, điều mà anh nghĩ đến nhiều nhất là gì ạ? Một vài năm trở lại đây khi mình giống như mình thoát khỏi được cái khó khăn trong cuộc sống về cơm áo gạo tiền, rồi mình muốn làm được cái gì đó, mình mang lại giá trị gì đó cho cộng đồng, cho quê hương, cho đất nước mình, cho thế hệ trẻ, đặc biệt thế hệ trẻ. Cũng mong muốn thế hệ trẻ nó, người ta sẽ ít va vấp hơn, người ta đã có được những cái thành tựu tốt hơn, rồi sống một cuộc sống nó tốt hơn mình, cùng một cái thời điểm như mình. Nhưng mà em lại nghe anh nhắc đến cái cụm từ là cơm áo gạo tiền. Đến thời điểm hiện tại anh vẫn nhắc về cái điều đó. Phải chăng là do từ tuổi 20 đến bây giờ thì cái vấn đề đó nó luôn luôn là ở trong đầu của anh hả? Hay là như thế nào? Thì đúng rồi. Thực ra là cái thời mình 20 tuổi, 19, 20 tuổi là cái giai đoạn đó là mình đi học đại học. Nói chung là ai cũng khó khăn, từ quê lên. Ai cũng mang nặng trong mình cái lo toan là tiền trọ nè, rồi tiền ăn, tiền ở, tiền đi lại. Kể cả không có xe máy nữa, nghĩa là mình vẫn nhớ lại như in. Nhưng mà có điều là khi mà mình tầm 35, 36 tuổi giống như hiện tại thì mình cảm thấy mình may mắn. Thì khi mình cái chuyện đó đã qua đi, nhưng lúc nào mình cũng rất là sợ nếu một ngày mình quay lại là thời đó sao. Thì lúc nào mình cũng phải nhắc cho mình rằng mình không nên được chủ quan, mình vẫn phải tiếp tục phải làm để nó không phải rơi vào những cái ngày đó nữa. Ngày đó nó khổ thì bây giờ mình làm sao cho nó bớt khổ, hoặc là nó không có cơ hội mình giảm thiểu cái chuyện mà mình quay lại cái thời kỳ khó khăn đó. Và như những gì anh nhắc về tuổi 20, về thời thanh xuân của mình, thì em nghĩ rằng nó là một phần ký ức, và ký ức cũng như là một món quà vậy đó. Và thỉnh thoảng thì chúng ta cũng phải có dịp để mở những cái món quà đó ra để xem coi là lúc đó chúng ta như thế nào, ra làm sao. Vậy thì ngày hôm nay với Khi ta 20, chương trình sẽ có một cái cơ hội để cùng với anh lật mở lại những cái trang, những cái thước phim đó của tuổi 20 của mình bằng một bộ câu hỏi nhanh. Rồi. Sẵn sàng chưa? Rồi, ok. Bây giờ mình lật từng cái, tự đọc câu hỏi rồi anh tự trả lời nha. Rồi, ok. Rồi, ok. Em mời anh Lê Hùng Anh. Thời điểm năm 2020 tuổi, tức là năm 2006, lúc đó bạn như thế nào? Thì lúc đó mình đang học năm thứ nhất cái đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Mô tả bản thân giai đoạn tuổi 20 bằng ba từ hoặc ba cụm từ. Ba cụm từ là háo thắng, liều lĩnh và thất bại. Ok. Tiếp tục. Suy nghĩ thường trực trong đầu trong những năm 20 là gì? Là làm sao mình có tiền để mình học hết đại học. Vui nhất trong giai đoạn tuổi 20 có thể là được về quê ăn Tết. Tiếp tục. Nghĩ đến đã thấy sợ ở tuổi 20. Giống như mình nói là chắc chắn là sợ thiếu tiền rồi. Suy nghĩ tiêu cực nhất từng có trong giai đoạn tuổi 20. Tiêu cực nhất là mình thấy mình thua thiệt bạn bè. Tại vì lúc đó là giống như mấy bạn anh nó đã học trước anh một năm đại học, vì anh bỏ giữa đại học anh chạy về nhà mà. Cho nên anh thua bạn bè nhiều lắm. Rồi. Đi rồi nhất tuổi 20 anh đã từng làm quyết định thi lại đại học. Thi vô top đầu của trường khoa học tự nhiên mà anh bỏ về luôn. Và rất là nhiều người đứa nói mình bị khùng rồi, không anh bị khùng rồi. Lúc đó đang yêu hạt say nắng ai, tất nhiên là có yêu rồi. Rồi. Yêu hoặc là say nắng ai, hỏi là ai thì phải nói là ai chứ sao mà tí có yêu rồi mà dừng lại. Cái này là thôi bọn không nói. Lúc đó đoàn yêu hay say nắng ai à?
Có rồi đó. Rồi có rồi. Thôi khó quá, bỏ qua rồi. Tiếp tục. Ước mơ của tuổi 20 là gì? Đã đến bây giờ đã thực hiện được chưa? Ước mơ tuổi 20 mình chỉ mong muốn là mình đủ tiền để mình học đại học á. Bây giờ vẫn chưa thực hiện được tại vì mình chưa học xong đại học nữa. Cho nên điều hối tiếc nhất. Cảm xúc của anh như thế nào khi mà mình có một cái chuyến du hành về ký ức với những cái câu hỏi nhanh từ chương trình của chúng ta ngày hôm nay? Rất là cảm xúc. Vì đối với mình là ít khi mình nhắc về những cái chuyện cũ mà nó nhiều biến động. Đặc biệt là cho nên biến động nhất trong cuộc đời mình là giai đoạn đó. Giai đoạn từ 18 đến 24 là giai đoạn cực kỳ biến động. Trong quá trình mà tìm hiểu về anh Lê Hùng Anh á, thì em biết là anh Hùng Anh được sinh ra và lớn lên ở vùng đất Tam Kỳ, Quảng Nam. Khi mà nhắc đến vùng đất Quảng Nam thì em nhớ là có một cái câu như thế này: đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm, rượu hồng đào mới nhấm đã say, người dân đất Quảng xưa nay cần cù chất phác, đêm ngày lo toan. Vậy thì là một người con của đất Quảng thì anh Hùng Anh nhận thấy là mình bắt đầu đã chịu được cái sự ảnh hưởng của vùng đất quê hương của mình đó, về cái sự cần cù chất phác lo toan đó từ khi nào? Từ khi mà mình cảm nhận được cái khó khăn đó là từ lúc mình vào trong này. Tại vì khi mình ở quê mình thấy ai cũng giống vậy. Ví như mình ăn mắm ăn muối thì cũng bình thường vì ai cũng ăn mắm ăn muối. Ai cũng đi chạy qua nhà hàng xóm mình mượn gạo. Mình chỉ có cái xe đạp mình chạy lòng vòng hoặc đi bộ qua nhà người này người kia hoặc lên trường cách trường 5 cây số. Cái phạm vi đó thì mình không cảm nhận được cái khó khăn của người quê mình. Khi mình sống ở trong cái nơi mà nó khổ vài thì mình cảm giác như bình thường. Nhưng mà khi bắt đầu mình đi vô Sài Gòn mình cảm nhận được thời tiết này, con người này, thì mình mới nghiêm lại ngày xưa ở quê mình nó khổ ghê. Cho nên đối với mình nghĩ là đó là một trong những cảm giác cái trải nghiệm mà có khi là đáng có. Có khi là những bạn trẻ thành phố này là chưa chắc có. Dù sao đó là may mắn. Mình nhớ trời mưa thôi tầm tháng 6 tháng 7 nè. Mình nhờ ba gửi vô triệu là ông phải đi mượn nguyên số gửi vô cho mình triệu. Nhưng mà ba mình cần 1,5 triệu chứ để đóng tiền trọ, nhưng mà ba chỉ mượn được 1,9 triệu gửi vô. Mình thấy mình rút cái tiền mình đóng tiền trọ mà mình khắc, mình nói tại sao mà đi đời mình nó khổ thế nữa. Trời mưa làm dâm tuổi 19-20 thế này đi hào. Cho nên mình thấy, nhưng mà khi mình lớn lên rồi mình vượt qua được những cái chuyện đó rồi. Khi mình lớn rồi khi mình có con rồi mình mới hiểu rằng khổ cực nó giúp cho mình trưởng thành nhanh. Với lại mình nhìn cái con mắt mình bằng cái nó bao quát hơn. Mình khó khăn thì mình mới có cơ hội thành công hơn nhiều người. Vì nhiều người người ta không khó khăn, người ta chưa chắc người ta có cái trải nghiệm như mình. Mình hiểu được cái khó thì mình qua cái chỗ dễ hơn thì mình dễ sống hơn. Có một cái ký ức nào đó trong thanh xuân mà nó khiến anh nghĩ rằng bởi vì nó quá khó khăn đi và anh phải có được một cái động lực để vươn lên trong cuộc sống sau này? Mình không có cái khái niệm mà mình khó. Khi mà mình chưa vô thành phố, mình chỉ nhớ lại là ví như có ai mà đi từ thành phố về cho mình cái kẹo, cho mình cái bánh, cho mình cái áo ngày xưa người ta gọi là áo cider đó, áo mà bán ở chợ Tân Bình hay là cái mấy anh chị mấy cô chú đem về cho mình áo mặc rất là bự, thùng so với cái cơ thể mình nhỏ xíu. Mình thấy là sao cái áo đẹp thế này người ta sao người ta gọi là áo cider không? Mình nghĩ tới chữ cider là phải rất là xấu xí cái như thế này đó. Ngày xưa mình học giỏi, ở quê mình học giỏi, mình nghĩ mình sau này mình sẽ vô mình làm ông giáo, làm ông giáo sư trường đại học, rồi mình nghĩ giống như thầy, mình ước mơ giống như thầy có xe máy chạy lấy son liền. Ở quê mình đã có cái mình chỉ đơn giản như thế, chứ mình không có nghĩ gì về tiền bọt hết đấy. Những năm mà tuổi học trò đâu có nghĩ về tiền bọt. Mình nghĩ làm sao mà mình trong đầu mình có nhiều kiến thức hơn nè, mình khi người ta hỏi là mình phải biết, mình phải trả lời vân vân vậy. Cho nên cảm giác về tiền bọt nó không phải là quan trọng. Nhưng mà thực sự khi mà đi vô trong thành phố này á, là mình mới hiểu được là cái vật chất nó quyết định nó nhiều thế nào trong cuộc sống mình. Mà vô đây lúc mà mình khổ, mình vô đây mình làm, mình muốn việc duy nhất của mình là mình kiếm nhiều tiền nữa. Nhưng mà cho em hỏi là có phải bởi vì là cái mưu cầu mong muốn kiếm được nhiều tiền của anh Lê Hùng Anh mà anh Lê Hùng Anh mới chia sẻ với em ba cụm từ, đó là háo thắng, liều lĩnh và thất bại hay không? Đúng rồi. Mình luôn luôn hay nhắc các bạn trẻ nè, tụi em lo đi học đi ha. Em lo đi học, em kiếm một chữ. Vì đôi khi cái sự háo thắng và sự liều lĩnh của mình nó dẫn đến cái cuộc đời bi kịch lắm.
khi mà chúng ta thoát ra khỏi cái thời, cái vùng an toàn, thời mà ta học cấp 3 xong, học đại học là muốn đi học cũng được, muốn lên lớp cũng được, muốn cấp cũng được, nghe không? Rồi muốn làm chi là gần như nhà trường thì ít khi quan tâm, giống như cái thời phổ thông mình, cuộc sống mình cảm thấy giống như được tự do rồi, vì chưa trải qua những cái chuyện đau khổ mà. Cái chuyện khó khăn thì lúc nào là nó cũng phải liều lĩnh, cho nên đó cái sự liều lĩnh nó dẫn tới là sự háo thắng của mình, vì mình nghĩ là mình ngày xưa mình giỏi mà, ngày xưa mình học giỏi mà, anh thi là 29-30 điểm, anh thi gần như điểm tuyệt đối, đối với anh nghĩ là nó háo thắng, anh sòng phản với tất cả mọi người về kiến thức, nghĩa là mình trong đầu mình chỉ dạy thôi, rồi dẫn tới thất bại. Khi mình làm mình chỉ ba những yếu tố đó, dẫn hai yếu tố đầu dẫn tới yếu tố thứ ba là thất bại. Mình vì trong cái chương trình này tìm về ký ức tuổi 20, mình không muốn đề cập tới vấn đề làm ăn, về kinh doanh, nhưng mà mình háo thắng và liều lĩnh trong vấn đề về mình kiếm cái ăn, làm ăn, và mình thất bại vì cái chuyện đó. Mình làm ăn thì mình lại quay đến cái chuyện học hành, thi rất lên rất xuống, rồi kiến thức không có, trường đuổi học, có nghĩa là thất bại. Với nhau cùng với tuổi lứa như mình, các bạn gần như gần ra trường, còn mình long bong hết đi về đâu. Mình gặp rất là nhiều bạn trẻ bây giờ y vậy. Qua chương trình mình gửi gắm là các bạn trẻ phải làm sao mình phải sống một cách chậm rãi lại xíu. Trong thời đại giờ nhanh thì ai cũng biết nhanh, nhưng mà mình sống chậm lại xíu, để rồi mình cảm nhận được thế giới xung quanh mình nó tốt hơn, nó vững vàng hơn. Hồi nãy trong bộ câu hỏi nhanh thì anh có trả lời một ý, đó là anh có học trường đại học khoa học tự nhiên, đúng không ạ? Nhưng mà sau đó thì anh lại không học nữa. Thì em muốn biết nhiều hơn về khoảng thời gian đó, cụ thể có chuyện gì diễn ra hay sao mà đang học rồi mình lại dừng lại? Tại vì lúc đó mình đâu có biết gì đâu. Ngày xưa trường khoa học tự nhiên là cái có ngành điện tử viễn thông. Ngành đầu tiên nó khen nên trường mới mở ra. Thì mình nghĩ chữ khoa học tự nhiên nó hay son hơn cái chữ bách khoa, phải không? Mình đâu có biết, nghĩa là mình không hình dung được, nghĩa là ở quê mình không hình dung được hai cái đó là như thế nào. Nhưng mà mình nghĩ là hai trường nó cùng chung đại học quốc gia chẳng giống nha. Để thầu ta thi khoa học tự nhiên, tại vì mình là giỏi khoa học tự nhiên mà, nghĩa là mình đơn giản, nghĩa là cái suy nghĩ mình chỉ tới đó thôi. Nhưng mà mấy đứa bọn của mình nó cùng chung học với mình, nó thì nó học ít, nó thi điểm ít hơn mình nhiều lắm. Nó hay nói mình mày học cái trường này rồi bữa chỉ ra bài cử nhân thôi, ta là kỹ sư, ta học bách khoa là kỹ sư. Cái sau đó mình về mình lên mọi mình xét. Mình thi ra là cử nhân học 4 năm, ta học 4 năm, học 4 năm rưỡi vì kỹ sư. Và kỹ sư cũng bản son hơn cử nhân, sao trên mọi vậy mà. Cái anh thấy anh bắt đầu anh tự ti rồi, điên máu. Tại vì ngày xưa tại sao mình học rõ hơn nó, bây giờ nó nói tối ngày còn nói mấy cái chuyện này mà người ta. Mình thi nhiều cái yếu tố. Nên mình quyết định mình bỏ gì, bỏ ngon giữa chừng luôn. Bỏ đơn học đâu khoảng 3-4 tháng vậy đó. Nhờ mình đâu có chịu. Ông bo ông gọi vô chí chế ôm sồm đau cái cho mình nghĩ thôi, và yên tâm đi, sau này mình thi lại cái gì đâu, luôn tự tin. Mình xin bảo lưu lại, mình về quê cứ quẩn ro quẩn vô quẩn ro nhờ, rồi mình quyết tâm mình thi lại. Nhưng mà thời gian nó áp lực đó. Thời gian luôn bọn bè của bo nó vô quá sao nữa, không đi là nó đi học vẫn bỏ gì, về quê làm gì đây, làm gì đây, nó nghĩ là lời rô tiếng vào đâu cần suốt một năm trời. Năm đó mình thi cùng cao điểm hơn cái năm trước đó nữa. Đi vào thành phố Hồ Chí Minh lần nữa. Mình đâu hay năm 2005 mình vô đây, cái đầu mình nhớ mình tới Tết rồi mình về. Từ Tết 2005 á tới tháng 6 là thi đại học xong, có tháng 9 mình vô lại. Mấy thầy cô trường anh là nói tại sao mày bỏ về làm gì, đơn học sách bỏ về. Có chuyện gì không nữa. Nó mình bỏ về vì nghĩ mình sẽ không để cho thu thiệt bằng bạn. Chỉ vài lời các bạn nói mình cảm thấy mình bắt mở, mình tự ti. Tâm lý của người trẻ là vậy. Khi mà anh học rồi, anh chiêm nghiệm rồi, kể cả lúc mà anh chưa hoàn thành xong cái chương trình đạo, anh cảm thấy đó là hôm nay. Tại vì quan trọng là con người nó có cái năng lực trong bản thân mình, nó như thế nào, nó phản ánh. Nhiều khi mình quyết định quá sớm và vào vòng vậy, nó dẫn đến cái mình mất một thời gian rất là dài. Đó là cái thời gian đó mình học tập mình nhiều kiến thức khác được, đúng không? Giả sử như anh mà anh tiếp tục anh học bên khoa học tự nhiên nữa thì bây giờ thì anh cũng phải là anh mà,
anh thấy anh phí, anh phí thời gian đó, lại thời gian đó mình có khi anh học hoặc tự nhiên có khi là anh không bỏ học ạ. Tại vì anh về quê cái lúc đó là anh nung náo ý chí khởi nghiệp của anh mất tiêu. Nếu như mà anh không bỏ về thì tới ngày hôm nay là anh xong hết trơn. Có khi anh học bây giờ chắc học lên tiến sĩ, thạc sĩ, nhưng mà đó là ngơ lại cuộc đời mình. Cho nên đôi khi quan trọng là cái bản chất trong nội lực mình như thế nào. Chứ mình anh khi mà anh đổi trường học, anh vô anh thấy mấy trường mấy bọn anh cũng quậy như chơi, như hai bên như nhau, mà mình đổi qua để mình thỏa mãn cái tôi của mình là đôi khi nó phải trả giá, đúng không? Nên đôi khi anh khuyên các bạn trẻ bây giờ, nếu mà mình làm cái gì mà mình đem cái tôi mình quá lớn thì nó dẫn đến cái hậu quả mà sau này nó sẽ mang thêm nhiều năm và ăn hẳn cả đời. Trước khi mà anh quên đi cái chuyện mà anh thất bại, anh không học đại học nữa đâu. Là cứ tới cái giờ này nè, cái giờ các bạn sinh viên mà học sinh thi đại học này, là đêm nào anh cũng nằm mơ đó, là ngày mai đi thi đại học không? Ngày biết rồi, nghĩa là ngày mai anh đi thi không? Nghĩa là cảm giác nó ám ảnh anh suốt 10 năm trời. Và cho đến bây giờ lâu lâu đâu anh vẫn cảm giác nghĩa là anh đang ngủ đang giấc mộng ngủ là ngày mai anh tưởng tượng anh thi đại học mà. Nghĩa là lúc nào cũng nghĩa là trong làng mình lúc nào mình cũng muốn có một cái cơ hội, có một cái thời gian để mình sống cuộc sống đúng nghĩa một cái thời sinh viên cho nó đủ, chứ không phải mình lao ra đời sống quá sớm rồi mình vật lộn với cái máu gạo tiền, nó rất là mệt mỏi. Và đôi khi mình mất luôn cái thời đó bạn bè mình có nhiều bạn chơi lắm, ví như cùng thời sinh viên, nhưng mấy bọn anh khi mà họp lớp rồi, tụi nó có nhiều ký ức để nói chuyện với nhà, còn anh là không có ký ức đó. Anh chỉ xoay quanh cái vấn đề về mua bán đồ tiền bạc trong những thời gian đó, nó làm cái cuộc sống mình nó mất cái đi ý nghĩa đó. Cho nên theo anh là không nên đốt cháy từ những giai đoạn đó. Ví như mình tuổi học trò thì mình học trò, tuổi sinh viên thì mình sinh viên, tuổi đi làm mình có cái chuyên nghiệp tuổi đi làm, và tuổi thời mình tập tành kinh doanh thì mình tập tành có cái trải nghiệm tập tành kinh doanh. Chứ anh thấy một số bạn trẻ bây giờ chưa học mà đòi làm chủ không? Cho nên đôi khi mình phải có cái trải nghiệm riêng mình và đi lên từng nó thon cho nó chắc. Nhưng mà hồi nãy trong cái phần mà chia sẻ của anh thì nó lại ra một ý nữa em thấy rất là hay. Anh nói là cái khoảng thời gian anh ôn thi đại học năm 2006 thì chính lúc đó anh đã có cái suy nghĩ về việc khởi nghiệp. Nhưng mà từ đâu lại có cái suy nghĩ về việc khởi nghiệp đó trong khoảng thời gian ôn thi như vậy? Cái khởi nghiệp nó xuất phát từ cái chuyện mà mình mong muốn kiếm được tiền. Mình lúc nào mình cũng muốn có cái level cao hơn bọn mình, cái tâm lý mình làm sao mình phải hơn bọn mình. Đó là một trong những cái điều mà thôi thúc cái con người ta muốn có ý chí, có một cái ý tưởng khởi nghiệp. Thực ra là làm ông chủ hoặc làm một cái business nhỏ khổ lắm. Hàng ngày phải vật lộn với mớ hỗn độn, em thấy rất là mệt mỏi hơn nhiều so với việc mà em làm trong một môi trường mà ở đó có rất là nhiều người cùng hỗ trợ mình, chuyên môn mình, rồi cái view mình nó to hơn. Chứ em làm được một môi trường nhỏ, cái view mình lúc nào nó cũng gói gọn trong lại thôi. Nhưng mà con người chúng ta lớn lên là lớn bằng cái trí thức, bằng cái năng lực trong não mình, buộc lòng mình phải lớn, mình hình dung cái thế giới quan mình lớn hơn. Chứ không phải là mình tập trung vào mình bám víu vô mình kiếm tiền bằng mọi giá để mình đi với bạn bè mình khoe đồ này khoe đồ kia. Thực ra đó là cái cảm giác cũ của mình ngày xưa, đúng không? Nhưng mà dần dần khi anh lớn lên, anh hiểu rồi cái điều đó là nó không nên tí nào. Và anh mong muốn rằng chính bản thân mình có những trải nghiệm của mình chia sẻ cho các bạn để các bạn thấm dần dần. Mình cái gì mình thấy nó sai thì mình đừng khuyến khích, hoặc là mình làm chưa được thì mình không nên nói cho các bạn phải làm điều đó đi. Cái người mà dạy về khởi nghiệp lúc nào cũng nói các em xong ra đường đi, nhưng mà các thầy đã xong ra đường chưa, các thầy đã chiến đấu chưa, hay là các thầy ngồi đây đó, khi mà các thầy có trải qua bom đạn chưa, các thầy có trải qua khó khăn thất bại chưa, khi các thầy trải qua đố thầy nào dám nói. Khi mà mình trải qua thất bại rồi mình mới hiểu được tới cái đó mình phải dừng lại liền. Thì đó là kiểu lý thuyết với thực hành đó. Đúng mình rồi. Phải có một cái sự trải nghiệm thực tế thì mới biết được cái giá trị của đúng cái rồi. Chữ khởi nghiệp nó như thế nào. Đúng rồi. Em muốn hỏi rằng lúc đó là anh đã có được cái định hướng trong đầu của mình, cái lộ trình là mình phải khởi nghiệp như thế nào chưa? Hay là lúc đó thì anh cũng suy nghĩ cứ khởi nghiệp, cứ có một công việc đó làm, sau đó thì kiếm được tiền và anh chọn. Và em muốn hỏi thêm ý, có phải chăng anh chọn cái chuyện mà học đại học bách khoa đó là một cái lộ trình, đó là một cái bàn đạp cho anh để sau này anh khởi nghiệp không? Nói cho đúng rồi là thời
thời nhỏ mình là mình nghĩ đâu mình làm đó. Kể cả bây giờ cái đây mấy năm anh vẫn cho còn nghĩ đâu làm đó. Thế hệ trẻ mình từ năm 20, 19, 20 tuổi mình không trong đầu mình không thể có khái niệm nào mà lộ trình, trừ khi những người mà thiên tài. Anh khởi nghiệp là ngày xưa giống như là tự phát lên để làm sao mà thấy bọn bạn nhìn vô mình, có một cái dự án này, có cái team này, có công ty này, để cho mình giống như mình hay nói là lấy le nha. Nhưng thực chất là thất bại, vì mình cái đó không phải là kinh doanh, nó là phải khó. Kinh doanh anh phải có sản phẩm, anh phải có thị trường, anh phải có con người, anh phải có marketing, anh có tiếp thị, anh có quản trị doanh nghiệp, anh phải có chăm sóc khách hàng, đủ thứ ABCD. Còn cái đó là khởi nghiệp là chỉ là ý tưởng trong đầu. Và ý tưởng thật sự là nếu như anh là một ngày anh nghĩ ra 100 cái ý tưởng. Mình ngày xưa mình khởi nghiệp mình có cái dự án của mình về dạy học thực tiễn, bây giờ giống như Zoom nha, cách đây 20 năm rồi mình đã làm rồi đó. Rồi mình cầm ý tưởng đó mình đi chào hòm thì người ta cũng nói cho mình nhưng mà mình không hiểu. Cái là cái đào mà lúc đó mình chỉ đơn giản mình focus vào ý tưởng của tôi vĩ đại này. Chứ người khác khuyên mình em làm cái này chưa, em có cái này chưa, em có market chưa, em có con người, em làm biết cách marketing cho sản phẩm hay như thế nào, em là gần như mình đâu có biết nữa. Để cái đó từ từ tính sao. Tôi trả thường nó háo thắng vậy, nó chỉ đơn giản nghĩ tới cái mà nó đang nghĩ thôi, mà khi người ta nói là anh không hiểu. Cho nên mình cứ chạy theo cái bằng bóng đó. Và cái lần tiếp theo nó cũng vậy, lần thứ ba thứ tư nó cũng vậy, vì cái tính mình nó định chưa định hình và mình chưa hệ thống hóa được thì nó cứ đứa đó. Cho nên nó nhiều lần, nên anh nhiều lần thất bại nó cũng vì cái lý do đó. Lý do tại sao mà anh khuyên các bạn trẻ là thôi em đi làm đi, em làm một thời gian rồi em hiểu ra được, em tái nhận thức lại rồi em mới hình dung được em cần phải làm gì. Chứ giờ bảo anh ngồi anh nói em có ngon lần, thầy cô có dẫn em ngon lần cũng đứa thôi, không có giải quyết được gì đấy, mà lại tốn thời gian của em hơn, tốn thời gian của anh hơn, tốn thời gian của mọi người và gây thiệt hại cho xã hội hơn, hiểu không? Cho nên mình làm gì đâu phải từ từ, phải chắc chắn và phải có cái phương pháp là làm ăn là nó phải là môn khoa học, nó phải kết hợp nhiều cái phương môn khoa học khác vùng, chứ không phải là làm ăn là tụi em cứ chập giật thôi, đừng có làm mất công. Lúc mà đang học bách khoa là những cái năm 20 thì anh đã bắt đầu khởi nghiệp rồi. Vậy thì lúc đó thì cái lần thất bại đầu tiên đó của anh ra sao? Thứ nhất là không có tiền, không có kiến thức, không có kỹ năng, không có mối quan hệ, không có thị trường, không có tất cả. Nói chung là không có tất cả, trừ duy nhất là cái ý tưởng và làm khảo sát. Nên đó là điều thất bại là điều mạnh nhiên. Thế như anh có được 5 cái, anh thiếu 4 cái thì anh thất bại là anh không kể được. Chứ anh không có cái trơn thì anh kể làm chi. Có thể là năm mà anh 24, 25, anh ngồi nói chuyện với bạn bè thì anh kể lại đó và anh rất tự hào. Nhưng khi mình chiêm nghiệm quá rồi thì mình thấy những cái thất bại cũ của mình năm 20 là mạnh gì, nó không rút được bài học nào hết, thì mình nói lại nó không có giá trị. Nhưng mà cái lần đầu tiên đó là của anh là anh khởi nghiệp về gì? Dạy học trực tuyến nè, làm cái phần mềm để mấy em học sinh vào test luyện thi trắc nghiệm. Sau này cũng rất là nhiều website đi sao anh cũng ra đời rồi nó cũng thất bại. Rồi rất là nhiều quỹ đầu tư đổ tiền vô rồi cũng thất bại. Cho nên có lần anh có nói theo đuổi đam mê là nếu như không đúng dẫn tới không thể ngắt đội nữa, vì mình đam mê quá mà. Nghĩa là mình đam mê biết nhưng mà thực chất đam mê đi vào tới ngõ cụt luôn và rơi xuống hố. Chứ không phải là có những cái đam mê có thể chúng ta đi xa được, thắng được. Có những cái đam mê mà mình biết rồi là chỉ có xuống hố thôi. Nhưng mà em muốn hỏi là làm sao mình biết là cái đam mê nào là cái đam mê đúng? Khi mình dừng lại. Khi mình dừng lại là mình biết cái đam mê, mình biết cái mình dừng lại là mình biết cái đam mê đúng hay sai. Thì em dừng lại em biết là em thất bại quá đúng không? Em muốn làm được bằng được anh ơi, em dừng lại đi. Khi em dừng lại là em biết là em còn đam mê nữa hay không. Còn khi mà chúng ta dừng mà chúng ta vẫn nghĩ có cơ hội là cái đó anh phải chưa dừng. Vậy anh dừng lại chắc chắn anh sẽ biết anh tha. Và gần như anh thấy rồi đó, chưa bao giờ ai mà theo đuổi cái đam mê mà tỷ lệ thành công nó cao. 80 theo đuổi tiếp tục, sau đó là rồi rụng hết rồi còn khoảng 10 người vẫn theo đuổi đam mê, nhưng cuối cùng chỉ còn chưa tới một người thành công thôi. Có nghĩa là cái đam mê đó nó dẫn đến 99% thất bại gì nữa. Cho nên tại sao mình phải hy sinh đoạn đời được cái đoạn đường dài như vậy để mình đổi lại cái tỷ lệ thành công chỉ có 1%. Anh xin lỗi chứ còn thua vé số
mình chơi cái game nào mình thấy ở đó có tỷ lệ thất bại quá cao thì không nên chơi. Mà mình thấy cái tỷ lệ thất bại gần như nằm trong tay 99% thì thôi bỏ, đừng làm. Em hiểu chưa đấy không? Có những người người ta thay đổi đam mê tới cùng người ta sẽ thành công, nhưng mà rất rất ít điều đó. Và chúng ta quy vào tỷ lệ chung với nhau thì chỉ tới 1%. Không ai dạy thì bỏ trong một cái rổ mà chỉ cho 1% cơ hội đúng. Trong cái rổ cơ hội đó rất là nhiều cơ hội. Tại sao chúng ta chỉ chọn một cái cơ hội đó và cơ hội đó chỉ có 1% đúng? Có nhiều cơ hội khác mà. Nhưng mà em thấy rằng là hình như là cái sự dừng và cái sự tiếp tục của anh thì nó rất là ngắn. Đúng rồi. Cái khoảng thời gian đó, tại vì em tìm hiểu thì em biết là anh có tới 7 lần khởi nghiệp. Đúng rồi. Nhưng mà 7 lần đó thì đều dẫn đến một kết quả chung, đó là thất bại. Đúng rồi. Vậy thì cái điều này bây giờ anh nói với em là tại vì anh đã tỉnh táo, anh nhìn nhận ra được cái giai đoạn đó. Nhưng mà còn khoảng thời gian đó thì phải chăng là anh không nhận ra được đó là đam mê của mình? Và giống như là anh cứ nghĩ là cứ làm thôi. Đúng rồi. Cứ nghĩ là còn có cơ hội hay là như thế nào? Vì mục tiêu cuối cùng là sao? Là mình kiếm tiền. Cho nên cái đam mê của mình không phải là đam mê làm trong cái chuyên môn ấy. Mình làm đơn giản là đam mê kiếm tiền. Nếu mình kiếm tiền không được lần này em phải qua bên kia. Ví như anh bón hôm nay bón có không được, mà chỉ sao bán rau không được, bón bún, bón được bón phở vân vân. Nhưng tất cả những cái món ăn mà anh đã cung cấp ra cho người ta đều là hư hết, đều não không chín. Không bón có được cũng chẳng, bún phở được cũng chẳng, làm bánh được, tất cả mọi thứ anh không làm được gì hết. Nên cái mục tiêu cuối cùng của anh, cái mục đích của anh là anh kiếm tiền thất bại. Tại vì anh đâu có kiến thức đâu. Mình có kiến thức, mình có công chuyên môn, có kỹ năng. Vì tất cả mình đam mê kiếm tiền. Chỉ cái việc mà một người đam mê làm phở và người ta để thấy cái giá trị tinh thần của người ta và làm vào tô phở đó, và người ta có phương pháp kinh doanh, thì rõ ràng người ta chỉ cần bón một bó phở thôi. Cũng chính vì vậy mà anh nói là mình nên dừng lại. Rồi sau đó anh dừng lại, anh đi làm á. Sau khi anh nhận thức ra làm sao một thoáng mình làm từ sáng tới tối, một tháng sau kiếm được cái mấy đồng vậy ta, 5 triệu, 3 triệu. Sếp anh ổng thương lắm, bây giờ vẫn là bọn của anh, bọn chí cốt của anh luôn, hiện tại luôn. Ổng giúp đỡ anh, tuy thu nhập nó không cao nhưng ít nhất là nó ổn định. Với lại mình đi học lại từ đầu, mình học lại kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nghề nghiệp, mình học hết mọi thứ lại, rồi mình có cơ hội. Nó đùng một ngày cơ hội sẽ tới mình. Sếp cho mình cơ hội, mình được ra ngoài mình làm, đó là cơ hội tới không? Chứ bây giờ cứ lao vô kiếm tiền là thất bại. May mắn cái là cái ý chí, những cái ý chí mà mình muốn được khởi nghiệp đó, nó vẫn thôi thúc trong anh. Rồi sếp anh hiểu được cái đó, tạo điều kiện cho anh. Chứ nếu như mà anh không duy trì được cái lửa mà muốn làm ông chủ đó, thì chắc chắn sếp anh sẽ không dám tự tin cho anh bước ra ngoài. Là vậy. Nhưng mà lúc đó thì tại sao anh lại không lựa chọn tiếp tục với việc học? Thì giống như anh đã nói từ đầu là không có tiền. Mục tiêu của anh duy nhất của anh ngày xưa, anh nhớ là duy nhất ngày xưa của anh, anh quyết tâm anh làm để anh mua được cái laptop để đi học thôi. Lúc anh duy nhất một cái mục tiêu duy nhất vậy thôi. Nhưng khi mà anh lao vô anh kiếm tiền vậy là việc học nó lợi dữ ra liền. Thì lúc đó mình không còn cơ hội đi học, mình phải đi làm thôi cho nhớ. Nó còn cơ hội nào, tiếng không được mà lương không được. Vậy thì sau 7 lần mà mình khởi nghiệp thất bại đó, thì cái bài học mà thấm thía nhất mà anh đã phải trả giá với chính bản thân mình đó là gì? Là anh liều lĩnh. Và mình không có cái gì hết mà mình dớm xong rồi. Nghĩa là mình không có kiến thức. Vì anh biết rồi, học trường không được bao nhiêu. Học ngoài đời không bao nhiêu, toàn là gặp thành phần buôn bán, nhiều khi người ta cũng chập giật giống như mình. Đôi khi cái mình cũng vàng thấy cái vòng xoáy. Mình không có cơ hội để mình bước phá được. Mà trong khi mình nghĩ khóc, mà người ta nghĩ khóc. Cho nên đó là trong những cái mà anh thấy anh tiếc nhất. Nếu như bây giờ ngày xưa mà mình có cơ hội mình làm lại, anh không giống như thế này. Kinh nghiệm là cũng không có bao nhiêu nhưng mà anh học được cái sự không lỗi của nhiều người. Anh học được cái sự mo lanh mo giáo của nhiều người. Cho nên anh hay nói với mấy đứa bọn anh, mấy đứa nhân viên của anh, lo sống đoàn hoàng. Vậy thực sự là bây giờ mấy cái những cái gì của tụi em làm là anh biết hết. Quan trọng là anh không nói thôi. Ngày xưa anh bấm máy tính cũ trên đường Nguyễn Kiệm, tụi em ngày xưa chưa biết cái đường Nguyễn Kiệm còn một còn hai chiều là nó đông, chạy qua chạy lại, bây giờ nó làm một chiều rồi. Anh bấm ngay cấp ngã tư đường ngã tư Phú Nhuận. Và những cái gì mà bó trời bó xạo nhất trong cái xã hội đường phố ở thành phố Hồ Chí Minh, anh là người trải nghiệm hết. Cho nên bây giờ nhiều khi bây giờ mấy đứa nó xạo, nó thôi bớt bỏ đi. Ngoài cái việc mà anh đi làm bán máy tính cũ vậy đi, thì em đang tò mò là hồi đó thầy sinh viên còn làm thêm nghề gì nữa không? Mình làm nhiều chứ. Làm website này, rồi làm phần mềm, rồi sửa máy tính nữa.
Xịt mấy cái này, mấy cái đồ này. Anh là ai gì anh làm hết. Tất nhiên không, anh phải là thợ, anh là chủ cái business, anh thuê người gì làm. Nhưng mà cũng cực, nó không được chứ đâu. Mình không có kiến thức cho nên dẫn tới những cái gì mình đang làm, anh chỉ bắt cắt bỏ gì bỏ tạm thời vậy thôi, để kiếm ăn qua ngày. Vẫn nợ nần đầm đìa đủ thứ, mệt mỏi lắm. Nó thất bại đến mức mà từ cái điện thoại mà 5 triệu cái phải đi vô cầm, còn 3 triệu, cái 3 triệu còn 2 triệu cuối cùng còn cầm gạch luôn, biết rồi. Ví dụ như vậy, nghĩa là mình người ta thường thường đang gấp điện thoại, còn mình làm ăn là mình họ gấp điện thoại mình xuống. Người ta hay nói là thánh nhân để kẻ khù khờ mà. Thế nào đầu tiên sẽ thánh luôn, lúc cũng cho em một lần tháng hết rồi nha. Chắc chắn là em rất là khoái cái lần đó. Và em nghĩ là em giỏi. Nhưng mà những lần sau là thánh không cho em ăn nữa, và không đãi em nữa. Lúc đầu em nổi cáo là em xong liền. Cái kim gì là đây anh chị được đúng không? Nghĩa là một lúc nào cũng cho em tháng một lần. Em có cảm giác hưng phấn nhiều, sau đó là chuỗi thất bại liên tiếp tới. Dĩ nhiên là phải có những sự thất bại thì mình mới có thể thành công được. Và bây giờ thì mình cũng là một người cũng thành công trong lĩnh vực mà mình đang theo đuổi rồi. Vậy thì theo anh nghĩ rằng đó là để cho các bạn bây giờ đây để khởi nghiệp thành công á, thì các bạn sẽ phải như thế nào? Các bạn sẽ phải là thất bại nhiều lần giống như anh Hùng Anh thì mới thành công được như bây giờ, hay là các bạn nên làm gì, như thế nào ra làm sao? Lời khuyên mình chỉ mong chất tham khảo cho chính bản thân của mình, chứ không phải nhiều khi không phải là tham khảo của người khác. Mình nói ra người ta nghe cho vui giống hết nước thôi. Cái thực chất là tùy theo. Nhưng mà chắc chắn một điều á, anh muốn có thành công là anh buộc phải thất bại. Và anh sợ thất bại là rất là khó thành công. Điều chắc chắn muốn thành công là phải chấp nhận được thất bại, và phải học được cái bài học đó, và không bao giờ để cho cái thất bại tiếp theo nó giống như cái thất bại trước đó. Là cơ hội thành công anh sẽ cần. Em thấy là cái cách mà anh Hùng Anh kinh doanh á, và hoạt động phát triển doanh nghiệp của mình nó rất là đặc biệt. Đó là anh lựa chọn cái việc là phát triển ở nước ngoài, và sau đó thì anh mới quay trở lại Việt Nam. Thì mọi người cũng có nói rằng là đây giống như kiểu là một cái phương thức thành công của Hùng Anh, như kiểu là phải khẳng định được vị thế của mình ở một cái quốc gia nào đó trên thế giới, và khi về Việt Nam thì bạn tự động nâng level của mình lên. Đúng rồi, có một phần là vậy. Cái nghĩa là thứ nhất là ít cạnh tranh. Anh không có cái gì quan ông biết ông nào, ông to bà lớn, ông với con ông này, con ông kia, không có. Cho nên gần như không thể nào tồn tại trong môi trường kinh doanh mà nó cần nhiều yếu tố phức tạp. Ở trong đây anh cần cái khó cơ hội. Nên thôi bây giờ mình không làm được thì mình phải làm ở nước ngoài. Hồi nãy trong loạt câu hỏi nhanh á, thì em có thấy một cái câu hỏi mà anh trả lời em có hỏi lại hai lần. Đó chính là câu chuyện ở tuổi 20 thì chuyện tình yêu của mình như thế nào? Khoảng thời gian đó mình yêu cũng nồng nhiệt, mãnh liệt như là cái cách mà mình khởi nghiệp không? Ừ, cũng vậy. Đôi khi mình cũng nhầm tưởng. Mình nhầm tưởng. Nhưng mà thật ra theo anh á là đàn ông thanh niên là phải lo học hành, có kiến thức, có chuyên môn. Giống như người ta giống như là thì không nên yêu đương khoảng thời gian đó. Đúng rồi. Ý anh là bây giờ là như vậy luôn. Đúng rồi. Thanh niên á là theo anh, quan điểm anh là lo học hành. Đặc biệt thanh niên là đàn ông á nghe. Chứ mà nhiều khi mình yêu quá sớm sau này không được, đổ bể. Cái này là anh không biết nha, cái này là thuộc về cái cảm nhận cá nhân anh, chứ nhiều khi nó phóng đại ra, nó ra một cái phiên bản khác nữa cũng tội anh. Nghĩa là xã hội bây giờ người ta có mưu cầu nhiều thứ. Nhiều thứ, cho nên đôi khi mình phải tỉnh táo, thanh niên phải tỉnh táo, phải lo tập trung lo làm ăn, đó là học tập làm ăn thứ tư. Rồi thì cũng có một người ở bên cạnh mình. Đúng rồi. Khi mà mình đã tập trung và nghiêm túc làm ăn rồi. Đúng rồi. Okay. Như cách anh Hùng Anh đang có tất cả quý vị. Ok. Một người phụ nữ luôn luôn ở bên cạnh và đồng hành với anh. Cái hành trang 20, tuổi 20 nó quan trọng lắm. Đơn giản nghĩa là làm sao cho mà mình phải có cái cuộc sống nó thật sự nó đáng nhớ. Cho nên mấy bạn trẻ
nó làm sao mà sống làm sao mà sau này mình không hối tiếc. Nhưng mà nhiều khi cũng đúng, nhiều khi anh nghĩ là à mình sống không hối tiếc thì mình sống không vui hay sao, đúng không? Nhưng mà thật ra đối với bản thân anh là tuổi trẻ của anh là có những cái mình hối tiếc. Nếu như mà mình được quay lại mình sẽ khắc phục những cái đó, nhưng mà con người ta không bao giờ hoàn hảo hết, đúng không? Nó sẽ được cái này mất cái kia. Đời này không cho ai tất cả và không lái của ai tất cả. Mình được cái này mất cái kia. Với như anh Quang Hy đẹp trai thì anh sẽ bị thiếu cái này, thiếu cái kia, thiếu tình yêu. Thiếu tình yêu. Có nghĩa là mỗi người nó phải nó được cái này nó sẽ mất cái kia. Không thể nào tất cả mọi người đều một người gom hết cho mình, một người không có gì. Không phải lo, không phải lo, vì tuổi 20 là đẹp, phải sống làm sao sống hết mình, sống hơi cống hiến thì sau này một đời mình không phải mình hối tiếc. Nhưng mà nhiều khi anh nhắc lại đừng có nay lười quá, cũng chỉ cũng vừa thôi, phải ba lăng lấy cuộc sống mình vừa. Nếu như mấy bạn trẻ nào được ham khởi nghiệp thực sự thì mình phải là trong nội lực mình muốn. Còn cái gì mà mình nghe người ta nói và mình chỉ ham thích trong thời gian ngắn và mình làm theo là sau này mình sẽ hối tiếc. Cảm ơn Hùng Anh rất là nhiều. Bắt tay một cái hôm nay đã có rất là nhiều những thông điệp chia sẻ với tất cả quý vị khán giả. Và quý vị thân mến, quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình là vào lúc 21:20 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì Quang Huy và anh Lê Hùng Anh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.